Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nha. NFS, No Limits, let's go. Ok. Let's go. Ok, đã về đích. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ hai. Age Fast 8. Let's go. Thank you.
Let's go. Ok. Map này rất là đẹp luôn các bạn nhé. Các bạn ví dụ nếu mà không thích xe màu cam, các bạn có thể sơn lại màu xe thành xe màu đen cho nó sang trọng hơn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba. Let's go. New game. Ok. Oh my gosh. Cái này nó hơi trơn một chút, cho nên các bạn phải cẩn thận nhé. Nếu không nó sẽ xoay vòng luôn. Xong bài đích rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. CR Racing 2. Let's go. Tựa game này mới update, không biết là có thay đổi cái gì không. Let's go. Oh.
Ok, tiếp tục nào. Đùa một xe màu trắng. Wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Traffic Reader. Let's go. Tiếp tục vào. Oh my god. Mình hơi nghiêng một chút cho nên là bị đông. Wow. Tiếp tục vào. Bốc đầu thôi. Oh man, ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Start game. It's good!
thể nâng cấp cho xe của mình bằng cách các bạn có thể nạp tiền, hoặc có thể là các bạn sẽ phải đua để lên level, sau đó thì nâng cấp xe. Rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Most Wanted. Let's go. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Rush Rally 3. Simple Life. Next. Race. Five right, 100.
Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.